Xin kính chào quý vị khán giả của đài Lido Sài Gòn TV. Em tên là Thảo Phạm, đại diện của nhóm Hoa hậu Từ Thiện. Hôm nay em xin hướng dẫn các em pha một loại nước cocktail cho mùa hè và cũng nhân dịp ngày lễ 4 July. Cũng làm ba màu cocktail, màu xanh, màu trắng và màu đỏ. Thì trước tiên chúng ta cần màu đỏ của nước cranberry. Nói chung mình đi vô trong siêu thị mình sẽ thấy rất là dễ tìm. Rồi nước thứ hai là nước này, nó có màu đục trắng, nó là pina colada. Cái loại này thì nó không có rượu đâu, nó chỉ là sữa và dừa. Đó, hoặc là mình cũng có thể mua cái loại khác nhưng mà nó có màu trắng đục. Và đây là nước màu xanh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trong siêu thị. Thì chúng ta cần ba chai này, màu đỏ, màu trắng, màu xanh và một cái ly. Cái ly chúng ta bỏ đá vào. Chắc nước ra. Đây. Bây giờ trước tiên các em pha đổ một phần ba ly thôi ha. Rất là dễ làm. Mùa hè nếu mà mình đi picnic, mình đi ngoài công viên á, nóng á, mình uống cái nước này rất là tốt. Nước cranberry này nó rất tốt cho cơ thể. Và sau đó cái phần giữa các em đổ nước màu trắng vào. Các em thấy không? Nó hai màu rồi. Bây giờ mình bỏ thêm một màu xanh vô nữa. Đây, mình đổ màu xanh trên cùng. Các em chế nhẹ nhẹ thôi nha. Từ từ thôi nha. Đó, thấy không? Có thấy giống quốc kỳ Mỹ không? Xong rồi, mình bỏ cái ống hút vô. Xong rồi mà mình muốn đẹp hơn nữa, mình gắn thêm một phần trang trí. À, trái dầu. Mình uống thử nha. Ngon quá, giấm gì. Đó, các em thấy không? Cái nước uống này nó vừa mát, vừa tinh khiết mà nó giúp good cho cơ thể của mình nữa. Như vậy mỗi lần mà tới mùa hè hay có lễ gì đó, các em hãy pha chế giống như cô đã hướng dẫn cho các em ha. Bây giờ các em hãy chuẩn bị pha chế theo giống như hồi nãy giờ cô hướng dẫn nha. Bây giờ hồi nãy giờ cô đã hướng dẫn rồi, bây giờ đến phiên các em mình chuẩn bị ly và đá và nước để mình làm giống cô hồi nãy giờ hướng dẫn nha. Và sau đây cô Thảo sẽ hướng dẫn các con làm một thức nước uống rất là ngon. Cô Thảo cũng mix ba màu. Màu xanh là đây, màu trắng là đây và màu đỏ. Đó. Bây giờ cô sẽ mình xài đá bào hay đá cục cũng được, mình bỏ vô ly. Mùa hè đó nóng á, mình uống cái này rất là ngon. Và cái nước màu đỏ cranberry này nó rất tốt cho tiêu hóa. Rồi bây giờ con cầm cái, mỗi con cầm cái nha. Con cầm nha, cẩn thận nha, coi chừng bể nha. Rồi bây giờ cô sẽ mix cái màu đỏ trước, mình bỏ 1/3 ly thôi nha con. Đó, con cầm nha. Đáng lẽ các con làm nhưng mà cái bình này nó bự quá, cô sợ nó đổ. Nhưng mà cũng dễ lắm. Nếu mà mai mốt mà mình ở nhà mình muốn làm thì mình chế ra cái bình nhỏ nhỏ thôi. Rồi con cầm nha, xong rồi màu trắng đắp lên.
mình chế tiếp. 1/3 còn lại. Đó, mấy con thấy ba màu giống lá cờ không? Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Màu gì nữa? Màu xanh đúng không? Đây. Rồi, đẹp không? Thấy không, mấy con thấy có ba màu không? Rồi bây giờ cô cắt cái dâu này cho mấy con gắn vô cái ly nha, biết gắn không? Gắn vô. Đẹp chưa? Con biết gắn không? Rồi, bây giờ mỗi đứa có một cái ống hút. Rồi, mình cheers everybody. Chúc mừng ngày 4 July. Ồ, cô chưa làm. Con uống thử đi, mình chia xong mình uống thử nha. Đợi con chia. Cái gì mình uống chung hết mới vui đúng không? Rồi để cô cắt cái trái hường cho dần. Rồi bây giờ mỗi em mình giơ lên, mình cheers. Happy 4 July. Oh. Và sắp tới là ngày 27 tháng 5 là ngày chiến sĩ trận vong. Là nó là ngày mỗi thứ hai của tuần cuối cùng trong tháng 5. Rồi mấy con uống thử đi. Ngon không? Quậy lên. Good. Ngon không? Rồi với này mấy con có làm được ở nhà không? Mấy bố nói mẹ mua cho mình ba cái chai này nha. Giờ mình tự làm. Cái ly này thì nó đẹp nhưng mà nó sẽ hơi khó cho mấy con. Được. Con uống đi rồi con cất cái ly vô. Ăn đi, ăn dâu đi. Nhớ nha, đứa nào nhớ cái ly của mình tí uống nha. Vui không? Đi mình đi picnic mình làm vậy được chứ ha. Mà mình làm cho cái ly nữa. Rồi bây giờ mình chào khán giả đi mấy con. Bye. Good smile. Chương trình của cô đã chấm dứt. Cô hy vọng là trong cái tiết mục này cô dạy hướng dẫn được cho các em thiếu nhi làm trang trí trái cây, làm nước uống rất là dễ. Và xin hẹn lại tất cả các quý vị khán giả của đài truyền hình Little Sài Gòn TV cùng các em thiếu nhi làm được những công việc này cho những cái buổi party, nhất là ngày lễ độc lập nước Mỹ và ngày chiến sĩ trận vong. Dạ, xin hẹn gặp lại kỳ sau.